Thưa quý vị, sáng nay, ngày 27 tháng 3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với thành phố Yokohama và thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thị trưởng thành phố Yokohama, ông Hirotoshi Shiro cho biết, Năm 2013, Đà Nẵng và Yokohama đã ký kết biên bản kiên giới về hợp tác kỹ thuật hướng tới hướng mục tiêu phát triển thành phố theo hướng bền vững. Theo đó, hai bên đã thực hiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực về đô thị, môi trường. Được biết, Đà Nẵng cũng đang triển khai thành phố môi trường. Vì vậy, Yokohama mong muốn được tiếp tục giao lưu nguồn nhân lực chăm sóc người già, y tế, đồng thời mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua. Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo đồng hậu của lãnh đạo thành phố Yokohama. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao mối quan hệ hợp tác của hai địa phương cũng như sự phát triển nhanh chóng của Yokohama khi định hướng đưa Yokohama thành thành phố phát triển xanh và cho biết Đà Nẵng và Yokohama có hết sự phát triển tương đồng. Mặc dù Đà Nẵng chưa phát triển nhiều, nhưng cùng chung mục tiêu hướng đến phát triển kinh tế xanh, thành phố môi trường với lợi thế lớn là Đà Nẵng có sừng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, năm 2023 cũng là năm đánh dấu 10 năm quan hệ hợp tác Đà Nẵng và Yokohama và trong các diễn đàn phát triển đô thị hợp tác, hai bên hướng đến những lĩnh vực mà mình quan tâm như quy hoạch, quản lý đô thị, môi trường, xử lý nước thải, đồng thời cũng đang hướng đến phát triển y tế chất lượng cao, tăng cường trao đổi nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế xây dựng và quản lý hạ tầng cảng biển. Bí thư hy vọng hai bên sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong tương lai đến thăm và làm việc với thống đốc tỉnh Kanagawa, bí thư thành ủy Nguyễn Phan Quảng nhắc lại ấn tượng tốt đẹp khi ngài Kusaiwa Juji, thống đốc tỉnh Kanagawa thăm Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2022. Bí thư gửi lời cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của thống đốc cũng như những hoạt động mà tỉnh Kanagawa đã triển khai sau chuyến công tác tại Đà Nẵng năm 2022 vừa qua, đặc biệt trên lĩnh vực y tế. Bí thư mong muốn ngài Kurakawa Juji tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai địa phương, đồng thời đồng tình với tổng đốc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Nhật Bản nói chung, Đà Nẵng, Kanagawa nói riêng. Tại buổi làm việc, bí thư cho biết tháng 7 năm 2023, Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật. Bí thư mời ngài tổng đốc và các hiệp hội, đoàn nghệ thuật sang tham gia lễ hội. Về phía Đà Nẵng sẽ ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công lễ hội Kanagawa tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2023. Phát biểu tại buổi lập việc, thống đốc tỉnh Kanagawa, ngài Koizawa Zuzi cho biết, tỉnh Kanagawa có rất nhiều chương trình làm việc với các địa phương Việt Nam, trong đó có hết Đà Nẵng và nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản tỉnh Kanagawa sẽ tổ chức lễ hội Kanagawa tại Đà Nẵng và mong muốn được sự ủng hộ của Đà Nẵng và cả dân đồng chí bí thư. Thống đốc tỉnh Kanagawa cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác trong thời gian đến.